lại với gốc nuôi cá của mình. Thì mình đem cái vàng kệ xuống rồi nè mọi người. Đem kệ xuống rồi, đang chuẩn bị để mà mình lên khay nhựa và lên hộp kính. Thì đây nè anh em, đây kệ là mình đã đem xuống rồi, đang trong một chút xíu nữa thì mình sẽ đi mình sắp nước sơn, mình quét lại mấy cái chỗ mà mình khi mà mình giác kệ xuống á, bị quẹt bị tróc nước sơn thì mình sẽ dặm lại mấy cái lỗ này coi vậy chứ quan trọng lắm nha. Tại vì khi mà mình để cái đít hồ lên á, hoặc là mình để cái miếng lót đít hồ lên á, thì sẽ bị kín chỗ này, nước len vô đây là sẽ nằm trong đây rất là lâu, lâu khô á mọi người, cho nên là sẽ bị dễ bị nổ xét dữ lắm. Cho nên là sẽ phải quét lại mấy cái chỗ mà bị tróc. Đây nữa nè. Thì mình có tổng cộng là hai vàng kệ ngắn 2 mét để chuẩn bị set up hồ kính phơm cá, và một vàng kệ dài 3 mét để set up cái vàng khay nhựa. Thì số lượng khay mình lên cho cái vàng 3 mét này là tổng cộng 2 tầng, một tầng là 7 khay. Đó. Khi mà mình đặt cái vàng 3 mét này là mình đã biết là sẽ quằn. Vô khay nhựa, vô nước, đồ đầy là sẽ quằn nha anh em. Nhưng mà để trang chút được thêm một khay nữa thì mình sẽ đặt xuông luôn, mình không có hàng cái cây giữa. Đó, về mình làm gia cố thêm cái phần bụng của kệ thôi. Như ở dưới là mình sẽ lót gạch để đỡ bụng. Ở trên này thì mình sẽ làm cái cách khác để chống quằn thôi. Nhét thêm được một khay nữa ở trên một khay. Ở dưới một khay là được hai khay đó mọi người. Đó. Tại vì cái kệ lên số lượng khay bị lẻ, hàng cái cây giữa là sẽ mất cái khay giữa, là hàng cái cây ở giữa sẽ mất cái khay cá ở giữa liền. Lần nào đi ngang cũng ghẹo ghẹo cái bài này hết trơn. Cưng gì đâu. Đây nữa nè. Đó. Ban đầu về nhát lắm mọi người, cho ăn riết cái dạng luôn á anh em. Cho ăn riết dạng. Chứ ban đầu về mới về nhát lắm. Cái dòng full gold nuôi khay nhựa nhìn sạch sẽ hơn so với nuôi thùng xốp nhiều các bạn. Thiệt luôn, Dumbo cũng vậy. Đó. Sạch sẽ hơn. Nói chung nuôi số lượng nhiều thì lên khay nhựa là cũng là một cái giải pháp hay. Nhưng mà các bạn phải chú ý đến cái nhiệt độ của môi trường á, tại vì cái khay nhựa sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Đó, khay nhựa sẽ bị ảnh hưởng của môi trường bên ngoài rất là nhiều, thay đổi nhiệt độ rất là nhanh, nhất là cái mùa lạnh. Đó, mùa lạnh thì cái vàng khay của mình sẽ bị rất là nước hồ sẽ rất là lạnh. Nhưng mà mình cũng đã có kế hoạch cho cái mùa lạnh rồi. Mùa mưa thì không sợ, chỉ sợ mùa lạnh thôi các bạn. Mùa nóng này thì ngày mình tưới 2 lần, sáng giờ là mình tưới 2-3 lần rồi đó. Giờ là cũng 5 giờ chiều rồi mà các bạn thấy nắng vẫn còn khá là gắt, chang chát luôn. Để các bạn biết trưa nóng cỡ nào. Nói tới việc nóng thì tất nhiên ở chỗ mình của mình sẽ không nóng bằng ở trên thành phố. Chắc chắn rồi, tại vì dưới này có vừa có cây vừa có gió thông thoáng cũng đỡ nóng hơn. Nhưng mà nóng ít nóng nhiều là do cái máy của các bạn, cái máy che của các bạn cao hay thấp, nó làm bằng vật liệu gì nữa cả. Tôn thiết thì nóng hơn tôn thiết pro này, tôn xi măng này thì cũng nóng nhưng mà sẽ thoáng hơn được chút. Đó, nóng nhiều hay nóng ít thì tùy thuộc vô cái mái che của mình cao hay thấp, cái nóc nhà của mình cao hay thấp đó mọi người. Như mình nè, đứng dối tay là đụng luôn nè, đụng nè, các bạn thấy không? Đó, cái mái che của mình thấp, cho nên là khi mà nóng thì cũng rất là nóng. Mình nghĩ là không thua kém gì ở trên thành phố đâu.
Cái này mình nói thật, mình nghĩ nó không thua kém gì ở thành phố đâu. Thành ra là khi mà nắng gắt quá thì mấy cái khay ở phía trên này của mình sẽ bị ấm hết, nước sẽ bị ấm. Bởi vậy mình mới ngày buổi trưa nắng gắt mình phải tưới 2-3 lần để tưới lên mái rồi các kiểu để hạ nhiệt bớt cho cái khu nuôi. Đó, mình sắp đặt cái khu nuôi theo cái kiểu bùng binh nè mọi người thấy không? Cái kiểu này thì bố trí được nhiều khay hơn. Mình thấy rồi, bố trí được nhiều khay hơn mà nhìn cũng hay hay nữa. Đi vòng 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 là như lọt vô mê cung. Thôi, bây giờ thì qua bên kia thăm mấy hồ cá bên kia chút xíu nữa mọi người. Sẵn mình có tuyển cái bộ AB Full Gold giống kìa. Sẵn cập nhật với lại anh em luôn. Đó. Đây. Bộ cá giống mình thả dưới này nè mọi người. Giờ qua đây luôn. Đây. Đợt này mình để lại giống cũng ít à, không có nhiều. Cái bộ cá ri bông với bộ cá không ri bông mình sẽ mái á, mình sẽ thả chung. Còn cá trống này là cá trống của cái bộ gen á, cái bộ có ri bông á, cá trống gen của ri bông á. Thì vậy để tiết kiệm hồ mọi người. Thì cá trống gen với cá mái không ri bông vẫn đã cá bột ra là không ri bông. Đó, chủ yếu tiết kiệm hồ. Thì đây, đây có một cái bé cá thấy cưng lắm. Mình mới vừa vớt trong hồ ra. Cưng cho. Lấp lánh luôn nè. Nó ngắn cũng luôn nè, cái bụng nè. Không biết chừng nào có bầu đây nữa và có bầu sẽ đẻ như thế nào đây nữa. Này được kêu là super sọt rồi đó nha anh em. Đó. Hiếm. Đồ hiếm đó mọi người. Với lại là hôm nay mình cũng có thu hoạch cá bột nha. Mình thu hoạch được một bài bột của Tô Bát, Blue Tô Bát PDS Big Tail. Big Tail là đuôi lớn đó mọi người. Còn cái này là hồ cá giống mình đang ngâm cái hồ. Đang dọn vệ sinh ngâm cái hồ tại vì chất lượng nước hồ nó dơ rồi, sẵn mình vớt cá ra mình tắm cá rồi mình ngâm luôn. Nè. Đây mình nghĩ chắc đẻ xong rồi, bụng sẹp rồi, cá bột nè. Cũng khá là đông. Còn cái bầy mà mình thu hoạch ngày hôm qua nè, hôm nay là bơi cứng rồi, cho ăn đường cử 2 cử rồi là bơi cứng rồi nè mọi người. Đó. Đang chuẩn bị dọn dẹp nhiều lắm mọi người, mình đang chuẩn bị tổng dọn dẹp. À, loại bỏ những bầy cá cảm thấy không được ra. Chủ yếu là cái bộ gen của cái bộ Meta Meta Bluetail sẽ loại cái bộ gen dỏm đó, tại vì cái bộ gen ngon này đã có cá rồi, đã có cá bột thì cứ thế mà phát huy thôi. Nói chung đúng là tiền nào của đó mọi người. Mua cái bộ cá giống mà giá mè mèo luôn mà, cho nên là về đã cá ra tỷ lệ lên cũng khá là thấp. Để cái bộ cá giống xịn này lên cái bộ như thế nào ta, chứ cái bộ kia là mình thấy mình không ưng, cho nên là mình sẽ loại, lấy lại hồ, tiết kiệm hồ luôn. Đó. Đây hồ này thì mình cũng cắt ra mình ngâm rồi, ngâm hồ rồi mình mới vừa xúc hồ chuẩn bị thả cá trở lại. Hôm nay mình cũng tách đẻ nhiều. Hôm nay mình tách đẻ cho mấy bé cá của Yuri. Đây. Qua tới bên đây các bạn. Bài này thấy cưng quá nè. 8 tháng 3. Đã ngay ngày lễ luôn. Thì cá này mới có 1 tháng 1 tuần tuổi thôi anh em. 1 tháng 10 ngày tuổi không? 8 8 tháng 3, 8 tháng 4. Đúng rồi, tháng 10 ngày tuổi mọi người. U nu chà bá luôn. Nè, Meta cũng bự chảng luôn nè. Có một bé không lên Meta thôi, mấy bé còn lại là cũng ẩn hết rồi. Chỉ có một bé là không lên Meta thôi mọi người. Khá là ổn áp, cái bộ gen này cũng khá là ổn áp rồi đó. Ivory HP Retro Tơ nha.
Bài beta. Bài này đang lên màu nè các bạn. 20 tháng 3, 20 tháng 4 là được hai được 1 tháng. Đúng rồi. Thì bài này là được 20 mấy ngày rồi, đang ẩn màu, mình nghĩ là cá trống sẽ lên màu trước rồi đó. Beta red lay. Này là full red. Này thì là rồng tím. Mình tím unu nè anh em. Unu à. 3 tháng 4. Thì nay được nửa tháng rồi. Nói chung thì đợt này cá bột mình chắc nhiều quá, nhưng mà cá mà lớn thì chắc cũng ít. Mình thấy cũng ít chứ không nhiều. Nhiều nhất chắc chỉ có Dumbo với lại full gold thôi. Mấy dòng khác thì không nhiều. Để mình set up được xong xuôi góc bên đó rồi mình sẽ qua tới bên đây, sửa bên đây nữa mọi người, chứ không phải là để về không. Đó, kế hoạch của mình là sửa luôn bên đây để lên được nhiều hồ hơn, với lại nhìn cho gọn gẽ hơn chút nữa các bạn. Các bạn thấy cá bột quá chừng luôn thấy không? Tranh thủ để mà lấy lên hồ để mà thả cá bột, chứ không phải là để trên khay lâu là sẽ hư hết. Thôi bye bye, chào tạm biệt anh em, hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày mai nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đàn cá khỏe mạnh và màu lớn.